Hello mọi người, mình Toàn Yolo đây. Ok mọi người, thì mình đang đứng trước cửa hàng chế tác mọi người. Thì hôm nay là có bản cập nhật mới á, thì nó có những cái món đồ chế tác mới nè các bạn. Đây. Thì để mà chế tác được những cái món đồ mà dễ thương này á, thì các bạn phải dùng cái su kem nhé các bạn. Thì ở clip này á, mình sẽ hướng dẫn cho bạn kiếm su kem nha. Thì ở đây thì mình dùng su kem để chế tạo những cái món đồ từ phức tạp đến đơn giản. Các bạn thấy chẳng hạn như phức tạp là cái bộ đồ kem nè, nhìn nó cũng khá là dị dị ha các bạn ơi. Đó, ở đây cũng cần 1.000 năm xu luôn, thấy chưa? Thì không mấy đơn giản hơn là các bạn lấy một xe đẩy nè. Xe đẩy kem này thì cần 1.000 xu thôi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách lấy cái xu kem nha các bạn. Ok, đầu tiên là mở hộp kem nha các bạn. Thì trước khi mở hộp kem nè, các bạn đừng nên làm vụ gì hết nha. Thì cái tỷ lệ xuất hiện xu kem nó sẽ nhiều hơn nha các bạn. Đó, mình mở ở đây nè. Cái hộp thứ hai các bạn là mở được tới 120 xu kem nè các bạn. Đây, mở cho bạn xem nha. Đấy, cái hộp thứ ba mọi người là mình cũng mở được 120 xu luôn. Tại vì hôm nay mình chưa làm sự kiện mà mình mở hộp này trước nha. Rồi tiếp theo là cách thứ ba là mình nhận được phần thưởng miễn phí nha các bạn. Thì ở đây mình nhận được 30 xu nha các bạn. Thì các bạn chịu khó xem quảng cáo hay quảng cáo nha để nhận được 30 xu nha. Đây. Thì ở bên này cũng có nè, nhưng mà vài bữa nó mới ra các bạn ơi. Hiện tại là của bên này là còn xu bono các bạn. Thì chắc anh nghĩ là chắc khoảng tuần lễ cái này sẽ thay đổi thành cái xu kem nha các bạn ơi. Ok, tiếp theo là các bạn làm nhiệm vụ của bạn Kem Ly nha. Thì bạn Kem Ly này trong đó có 7 nhiệm vụ các bạn. Thì nhiệm vụ thứ nhất á, là mình ăn kem nha. Thì ăn kem thì mình ăn kem nào cũng được các bạn. Nếu mà các bạn không có kem á, thì các bạn chạy lại chỗ chị kem đằng kia mọi người. Mình mua kem bất kỳ loại kem nào mình ăn cũng được nha. Không nhất thiết phải đi theo cái hình đâu nha các bạn. Đây hiện tại là mang cái kem Winnie nè, nhưng mà trên là để kem sô-cô-la, nhưng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Thì hoàn thành nhiệm vụ này á, thì mình nhận được là 10 xu nha. Rồi nhiệm vụ thứ hai của bạn Kem Ly này á, là kêu bạn chế tạo cái chồng ly á. Thì để chế tạo cái chồng ly này thì các bạn cần 3 khúc gỗ và một con bướm vàng nha các bạn. Bướm vàng thì các bạn bắt bên cam binh cũng được. Các bạn vô đây vừa bắt cam binh vừa lượm gỗ luôn. Ok, khi các bạn bắt xong các bạn trở vừa ra, các bạn chạy ra chỗ cái ông chế tạo nha các bạn. Đó, bấm vô đây, các bạn bấm vô đây đó, chỗ đầu tiên nè các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, các bạn chế tạo rồi các bạn lại trả nhiệm vụ nha. Ok, khi mà trả nhiệm vụ này các bạn cố gắng các bạn coi quảng cáo đã nhân ba lên để tăng cái số lượng xu kem lên nha các bạn. Ở đây là được 45 xu nè. Ok, nhiệm vụ thứ ba là kêu mình tìm mình thuốc khẩn cấp nha các bạn. Ok, để mua được thuốc khẩn cấp á, thì các bạn trở về bên khu thị trấn nha. Các bạn chạy ra cho bệnh viện chỗ này các bạn. Thì ở trong đây nó có bán nhiều loại thuốc luôn. Bây giờ mình để chắc ăn á, thì các bạn mua nhiều loại để dự trữ dự phòng nha các bạn ơi. Đây các bạn nhấp vô đây. Mua. Đây ở đây nó bán rất là nhiều loại luôn nè. Chẳng hạn như thuốc khẩn cấp này hoặc là thuốc đau đầu nè các bạn. Mình nghĩ là các bạn cứ mua dự trù nha. Thì sự kiện này nó diễn ra trong vòng là đâu đó khoảng 5-7 ngày, thành ra mình mua mọi thứ 5-7 loại nha các bạn, 5-7 loại thôi đó. Hôm nay là ông kia ông bảo là đau bụng nhưng mà có thể ông đau đầu thì sao, đúng không? Ok, trả nhiệm vụ này thì được 15 xu nha các bạn. Rồi đó, nhiệm vụ tiếp theo á là khi mình đi phát kem nha. Nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi, bây giờ cái mũi tên chạy đi tới đâu thì các bạn chạy đi tới đó nha. Ok, thì nhiệm vụ này mình trả được 30 xu nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo đó là kêu mình tìm một cây kem vani các bạn. Thì kêu tìm kem gì thì các bạn chạy lại chỗ chị bán kem mua cây kem đó nha. Đó, mình hoàn thành nhanh luôn 15 xu nè. Rồi nhiệm vụ nữa là kêu mình đi phát kem tiếp nha các bạn. Thì nó cũng vòng vòng bao nhiêu người đó thôi, thì các bạn cứ đi phát nha. Nhiệm vụ này cũng được 30 xu nè. Rồi nhiệm vụ tiếp theo đó, cũng là tìm mua một cây kem các bạn, thì cũng chị bán kem bán nha. Thì ở đây mình cũng có rồi, thành ra mình cũng trả nhiệm vụ luôn nha. Thì nhiệm vụ này được 15 xu. Rồi nhiệm vụ thứ 7 của bạn kem này cũng là tìm kem các bạn, thì cũng nhận mau nha. Rồi tiếp theo là mình qua cái bạn kem ốc quế nè bạn. Các bạn ốc quế nè, thì cái bạn này cũng là 7 nhiệm vụ, cũng tương tự giống như bạn bên kia các bạn. Rồi giờ mình sẽ tua qua luôn nha. Ok, thì ở bạn này có một cái nhiệm vụ khác, đó là chế tạo cái vỏ kem ốc quế các bạn. Thì vỏ kem ốc quế mình cần những cái nguyên liệu này. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ mua cái những cái nguyên liệu này nha. Ok, các bạn chạy vào trung tâm xong rồi các bạn chạy vô siêu thị các bạn. Thì vô siêu thị đầu tiên thì các bạn quẹo vô trong chỗ cái đầu này các bạn. Đó, mua cái bơ giùm mình nha. Các bạn cứ mua nhiều nhiều đi. Còn để dành để mình còn làm nhiệm vụ sau này nữa các bạn. Khi mà các bạn mua bơ xong á, thì các bạn chạy ngược về đây nè các bạn, chạy ngược lại. Nó chạy ngược lên đây nè, mấy bạn lựa chỗ nào mà người ta đông đông các bạn. Tại vì giờ người ta làm sự kiện này nhiều lắm. Các bạn cứ chạy lên chỗ nào mà người ta đông thì các bạn mua nha. Đó là đây mình mua đường. Em mua đường.
Ok, giờ khi mà mua đường xong á, còn nguyên liệu còn lại là mua trứng đúng không? Thì còn thiếu trứng với sữa. Trứng thì ở đây các bạn lại đây nè, đó, ở đây thì mua trứng nha, cũng mua nhiều nhiều để dành nha các bạn ơi. Ok, thì cái quầy trứng bên kia các bạn chở ngược về đây, cái chỗ mà các bạn mua bơ hồi nãy đó, các bạn chạy vô đây mình mua sữa nha. Thì hồi nãy là trên đây nó có để chữ Miu nè, đó các bạn có thể nhìn các bạn biết nha. Đó, mua sữa thì mình nãy mình cần sữa không đường đúng không? Mua sữa không đường nha các bạn. Đó, cần sữa nào thì mua sữa đó nha. Ok, khi mua rồi thì mình về đây mình chế tạo các bạn. Chế tạo xong mà lại mình trả nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ này trả được 45 xu. Rồi, những nhiệm vụ còn lại thì nó tương tự giống như bạn bên kia, các bạn thì cũng đi giao kem hoặc là mua kem thôi nha các bạn nha. Rồi, cách tiếp theo để mình nhận cái xu kem các bạn thì các bạn làm vụ chụp hình với chị kem đó các bạn. Chị kem này đằng đây nè, các bạn chỉ cần lại rằng xong rồi giơ cái máy lên chụp là được nha các bạn. Chụp góc nào cũng được, bị người ta che cũng được, nó không sao đâu, chỉ cần chính với xe kem của chị là ok nha. Thế thì mình hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn. Hoàn thành nhiệm vụ thì mình nhận được bao nhiêu nha? 50 xu kem nha. Rồi cách tiếp theo là mình làm vụ ăn kem các bạn. Thì nhiệm vụ này bạn chỉ cần ăn 25 cây kem nha. Các bạn chỉ cần lại mua 25 cây xong rồi các bạn ăn là hoàn thành nhiệm vụ nha. Ok, cái cách tiếp theo là các bạn chế một cái ghế kem các bạn. Chế xong các bạn về nhà các bạn đặt ra các bạn ngồi như thế này là được nha các bạn. Thì để chế cái ghế kem này các bạn cần có những cái nguyên liệu như thế này nè các bạn. Thì cái nguyên liệu này hồi nãy mình bên siêu thị mình cũng có mua rồi. Ở chỗ của bột mì nè các bạn, thì chỗ gần gần cái chỗ bán đường hồi nãy các bạn. Đây, sau khi mà mình ngồi lên ghế thì mình nhận được 75 xu nha các bạn ơi. Ở game tiếp theo là các bạn chế tạo 5 món về chủ đề kem lạnh nha các bạn. Thì các bạn khi mà bạn nhấp vào một cái vật phẩm á, chẳng hạn như đây đúng không, thì nó lại là chủ đề kem lạnh á, là các bạn chế cái đó là các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha, 5 cái nha các bạn. Còn nếu mà nó dưới này á mà nó không phải như thế này là nó không tính nha. Khi nào mà các bạn nhấp vô mà để chủ đề kem lạnh như thế này nè, thì ở nhiệm vụ này mình chế 5 cái các bạn. Thì nãy là mình chế một cái ghế này, đúng không, xong rồi mình sẽ chế, mình chế một cái ba đôi giày này các bạn. Mình chế hai cái này thì dễ rồi, hai cái này thì dễ nè, khó là khó ở trong cái giày này các bạn. Giày này á thì mua cái đậu vani ở đâu á, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn mua cái đậu vani để mình chế đôi giày này nhé. Đậu vani này thì bạn mua đây nè, nó kế như cái quầy chung với quầy đường các bạn. Bạn sẽ xích xuống như này bạn mua nha. Thì cái này mình khuyên các bạn là mình mua nhiều nhiều thôi, tại vì nó cũng rẻ các bạn, mua nhiều để dành sau này có sự kiện gì đó thì mình khỏi qua mình mua lại nha các bạn ơi. Ok, có đậu vani rồi thì mình chế đôi giày luôn các bạn. Thì đôi giày này là cái món cuối cùng, cái món thứ năm á, để mình nhận phần thưởng nha. Đây, mình sẽ chế tạo luôn. Đôi giày này nhìn khá là dễ thương, khá là đẹp luôn các bạn, nó màu trắng nè, và hàng chi nó khó chế tạo đâu phải rồi. Đó, khi mà mình chế tạo xong đôi giày này, tức là cái món thứ năm á, mình sẽ nhận được cái 100 cái xu VD nha, 100 xu. Rồi cuối cùng á là các bạn làm nhiệm vụ của con bò này các bạn, con bò Momo nè. Thì nhiệm vụ con bò này thì có 4 nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ đầu tiên thì kêu mình đi tìm một cái vật phẩm gì đó trong siêu thị các bạn, thì cái này thì cũng dễ nha. Đó, mình trả liền luôn. Cái nhiệm vụ thứ hai á là kêu mình đi tìm một cái bánh sò các bạn. Cái bánh sò thì các bạn yên tâm nha, tại vì cái này nó có chỉ các bạn đi chỗ làm hết trơn à. Thì cái chỗ làm này là trên cái quầy của Bono nè các bạn. Đó, vào đây nha, thì chế tạo bánh sò. Để chế tạo được bánh sò này các bạn phải câu được sò vàng nha. Cái sò vàng câu ngay cái hồ trước mặt các bạn đó là các bạn sẽ nhận được sò vàng. Khi mà các bạn nấu xong các bạn trả nhiệm vụ nha. Thì nhiệm vụ của bò này khó ở chỗ là không phải là khó, nhưng mà tốn thời gian ở chỗ là câu cá các bạn, tức là câu kêu mình câu cá chép á. Ok, thì câu cá chép thì bạn câu bóng 3 nha các bạn. Thì trong lúc mà bạn câu cá chép á, các bạn câu luôn giùm mình bóng 1 là câu con cá ngọt nha. Tại vì tiếp theo nhiệm vụ á của con bò kêu mình làm mà câu 3 con cá ngọt các bạn, thì mình vừa câu bóng 1 vừa câu bóng 3 luôn nha. Rồi khi mình câu xong mình qua trả nhiệm vụ con cá chép nè. Đó, mình trả cá chép xong á mình nhận cái nữa là nó cho mình con cá ngọt các bạn. Đấy, cái đó là mình lường trước sự việc nên mình cho các bạn biết, các bạn khỏi tốn thời gian nha. Ok, thì mình kiếm được là 875 xu nha các bạn ơi. Ok, thì đó là những cái cách mà mình chỉ các bạn kiếm xu kem các bạn. Bây giờ mình sẽ trả kết quả minigame ở video trước nha. Thì ở video này mình có nói mình tặng quà của bạn cho các bạn đó, nhưng mà tại bữa trước là chưa cập nhật cho biết quà nào, thì hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn một cái món, đó là một cái giày bu tá cò nha các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ chọn bạn may mắn thôi. Ok, bạn may mắn ở clip này đó là bạn Hane nè. Ok, chúc mừng bạn nha. Rồi mình gửi luôn nha các bạn. Rồi mini game video này á mà cũng là giày bu tá cò các bạn, thì bạn nào muốn tham gia mini game nghĩa, các bạn bước 1 các bạn là like video nè, đăng ký kênh và nhấn nhấn cái chuông nha. Rồi cái bước 2 là các bạn để lại cái tên của mình. Bước 3 là các bạn comment cái gì cũng được nha các bạn. Rồi, à mà quên nữa, mình còn nhắc các bạn một điều như thế này nè.
là clip hôm nay thì mình sẽ tặng cái bu tá cái dài hổ vàng thôi, nhưng mà clip hôm sau, clip ngày mai á, mình sẽ tặng cho các bạn một cái gấu siêu nhân nha. Nên các bạn cứ tham gia event đều đều đi. Ngày mai mình sẽ tặng cho các bạn một gấu siêu nhân, một bạn may mắn nha. Rồi đi 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 go go go. Bây giờ lịch chơi đơn giản các bạn ơi. Bây giờ anh sẽ gấu hai cái ghế kỳ lân ở trong nhà các bạn. Bạn nào ngồi trước thì được kết bạn trước nha các bạn ơi. Chạy ghê ta, chạy ghê ta. Thằng Mập đi trước nè, Mập Giang nè. Quát thì chắc không kết bạn thằng Mập quá. Mai mốt thì chơi cái kèo khác với ông Phổi chớ nha. Đây đây vô nhà vệ sinh nè, có không? Không có đúng không? Không có chứ gì. Sao mà có được, sao mà có được. Có không, chưa chưa, có chưa, chưa đúng không? Chưa thì giờ lên lầu nè, đây đây đây, tôi ghế cho các bạn trên lầu nha, trên lầu nha các bạn ơi, lên lầu nè, lên lầu, lên lầu. Rồi các bạn lên trên nóc nhà đi các bạn ơi, đây 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 đây. Ấy có người lên rồi luôn kìa. Ok, chúc mừng bạn DGX, cái gì à, con mail hả? Con mail đúng không? Ok, bạn Mipika nè, đúng rồi, chúc mừng bạn Mipika nha. Ok. Rồi rồi, người đầu tiên các bạn, cái đó là người đầu tiên nha. Người thứ hai thì cái ghế đó ở bên dưới nha các bạn, ghế bên dưới nha. Không biết có ai thấy chưa ta. Tôi kể cho các bạn nè, là theo cái hướng nhìn của tôi nè. Ồ, hình như là chưa thấy đó, còn một cái nữa. Cái bãi biển, cái bãi biển. Có thằng ngồi ngồi sao rồi. Cái gì ghê vậy. Rồi chúc mừng bạn, bạn gì đây, bạn Lê Hoàng, Lê Huy Hoàng nha các bạn ơi. Rồi ok. Ok các bạn, thì clip của mình đến đây là hết các bạn. Bạn nào mà muốn lên video, muốn ký tường hay gì đó thì mấy bạn vô nhà mình lúc 13 giờ các bạn, 13 giờ hàng ngày nha. Mình sẽ vô nhà mình ký tường cũng như là chơi trò chơi kết bạn để cho các bạn lên video nha. Ok, giờ thì hẹn gặp lại các bạn cái video sau nha. Bye bye. Bye 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 bye.